với hai người chơi tiếp tục, đó là bạn Bảo Ngọc và bạn Duy Khoa. Chào bạn. Hai bạn sẽ cùng thi đấu với nhau để chọn ra một trong số họ nhận được giải thưởng nhân 10 của chương trình như sau. Đó là 10 điểm tương đương với 10.000 đồng, 100 điểm tương đương với 100.000 đồng, 1.000 điểm tương đương với phần quà trị giá 1 triệu đồng, 10.000 điểm tương đương với phần quà trị giá 10 triệu đồng và 100.000 điểm tương đương với phần quà trị giá lên đến 100 triệu đồng. Xin chào bạn. Bạn được biết là cái nickname rất là dễ thương, đó là Picnic, đúng không ạ? Dạ, tức là con heo nhỏ trong cái hoạt hình. Vậy thì việc làm liều lĩnh của bạn, bạn đã từng nói là bạn hay gọi là con heo leo cây, sao ngộ vậy? Thứ nhất là Ngọc ra vào năm con heo và cái nickname của Ngọc là Picnic, thì cái hành động liều lĩnh đó nó cũng gắn liền là mỗi khi mà Ngọc có dịp đi du lịch đến một nơi nào đó thì con heo nó sẽ leo lên cây và nó có những cái bức ảnh mà đáng nhớ nhất. Thì đôi khi có những lúc là ví dụ như hai chân ở phía trên hoặc là làm sao mà có những cái gọi là hình ảnh độc đáo nhất. Được, có khi nào thì bạn leo cây mà bạn có cái hậu quả nghiêm trọng nào không? Hình như là chưa. Chưa hả? Bởi vì chúc mừng bạn. Bạn có một cái thân hình rất là dễ thương như vậy thì leo cây chắc chắn sẽ dễ. Còn nếu như tôi mà leo cây thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn Duy Khoa. Được biết là bạn tham gia rất nhiều game show. Bạn đã tham gia game show nào rồi? Dạ tại vì sở trường của em là ca hát cho nên là em đã tham gia những một số game show thiên về âm nhạc. Cái hạn như là Hát Với Ngôi Sao và Nào Ta Cũng Hát. Vậy thì bạn nghĩ sao? Bạn tự tin như thế nào mà đây là một game show mà không dính gì về ca hát hết, mà chỉ dính về chúng ta luôn luôn suy nghĩ được số đông. Thì bạn nghĩ sao khi bạn đến với chương trình này? Tại vì khi mà đến với chương trình này thì em không nghĩ là mình sẽ thắng hay thua là không quan trọng. Chủ yếu là đến đây để giao lưu với người bạn cùng chơi cũng như là quý vị. Và một mục đích nữa mà em đến đây tham gia chương trình này là để hiểu thêm về tâm lý chung của mọi người. Có thêm kinh nghiệm phải không ạ? Bạn nói là thắng thua không quan trọng, nhưng nếu gì lỡ chút xíu bạn thua thì bạn có buồn không? Thì cũng có một chút gì đó buồn, nhưng mà dù sao thì cái nỗi buồn của em cũng là niềm vui của người bạn cùng chơi của em, cho nên là em cũng sẽ cổ vũ người bạn ơi cùng chơi hết mình. Vâng, cảm ơn bạn. Một điều nữa là bạn, nếu cho bạn tự cho phần trăm mình chiến thắng trong chương trình này, bạn sẽ cho bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là trong trường quay ngày hôm nay thì có rất nhiều người cổ vũ cho em, chính vậy cho nên là em tự tin phần chiến thắng của em sẽ được là 85%. 85%. Thế còn bạn? Cũng khoảng 90%. Hả? Bao nhiêu? 90%. 90. Hơn có 5% thôi. Vì tất nhiên 90% đó là do sự cố gắng của mình. Còn lại thì mọi người vẫn nói là vẫn có một số phần trăm của may mắn. Bạn thì 85, còn bạn thì 90. Nhưng mà tôi xin chúc hai bạn 100%, ai cũng là người chiến thắng. Và xin chào mừng hai bạn đi đến với vòng 1 của Quyền Năng số 10. Sao chú tới nhanh vậy? Bobby 365. Đầu tiên tôi sẽ đọc câu hỏi và các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ, để tìm ra được kết quả khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu. Và người nào có kết quả gần đúng với kết quả khảo sát của chúng tôi thì sẽ ghi được 1 điểm. Và người nào ghi được 3 điểm đầu tiên thì người đó sẽ là người chiến thắng, bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Bây giờ thì các bạn lắng nghe câu hỏi thứ nhất mà tôi đọc nhé. Chỉ có 10 giây thôi. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Tân Bình cho biết họ cũng đã từng không đánh răng vào buổi sáng? 10 giây bắt đầu. 55%. Em nghĩ là 40%. Bạn Duy Khoa nghĩ là 40%. Dạ. Còn bạn Bảo Ngọc là 55% đúng không? 50%. Năm mấy? 50%. 50%. Nhưng để coi máy còn có thể. Rồi, được rồi. Trong 10 giây bạn có thể thay đổi ý kiến của mình. Đây là một vấn đề rất là thế nhị. Khi mà buổi sáng mà chúng ta không đánh răng thì thật sự rất là khó nói. Hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho bản thân mà cho rất nhiều người xung quanh. Thấy bạn nghĩ sao nếu như chúng ta
Hiện nay tỷ số đang nghiêng về bạn Bảo Ngọc. Hy vọng sẽ là cân bằng. Bao nhiêu đây ạ? Một lần nữa xin chúc mừng bạn Duy Khoa, bạn đã cân bằng được tỷ số và hiện nay hai bạn đang là 2-2. Đây là câu hỏi cuối cùng để chọn ra một trong hai bạn sẽ là người may mắn đi tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình Quyền Năng số 10. Các bạn hãy lắng nghe câu hỏi của tôi nhé. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Tân Bình cho biết họ muốn cho con một nghề để sống hơn là cho tài sản vật chất? 10 giây bắt đầu. Em nghĩ là 70%. Em nghĩ là 75%. 80%. Bao nhiêu? 80 hả? 75. 75. 75. 80. Chắc nha. Hết giờ. Bạn chọn là 80. Bạn Ngọc ơi, bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Thật ra thì cha mẹ nào thì họ cũng muốn là con cái mình thành đạt. Và dĩ nhiên thành đạt bằng tự nỗ lực, tự cái sức của bản thân mình thì nó sẽ tốt hơn. Vì tiền bạc thì một ngày mình có rồi một ngày nào đó nó sẽ mất đi, nó không, nó chỉ là vật ngoài thân của mình thôi, thành ra nó sẽ không được đảm bảo. Nhưng nếu như bạn có một gia tài kết xù mà có thể bạn sống được cả đời của bạn thôi, đừng nói tới con cháu sau này, cả đời của bạn, thì bạn lúc đó bạn có suy nghĩ là bạn thích hơn là một cái nghề không? Bạn có thể ở không mà hưởng. Thực ra nếu như mà con người ta có thể ở không được mà vẫn có thể có tiền tài đủ sống thì đó là một điều hạnh phúc. Nhưng họ sẽ hạnh phúc đến một ngày nào đó họ cảm thấy đối với tiền bạc đó họ không thể làm gì được hết, bởi vì họ sẽ không có được những cái niềm vui khác. Bởi vì khi họ đi làm họ sẽ được giao tiếp với rất là nhiều người. Còn nếu chỉ có tiền không thôi thì nó không mang lại một cái ý nghĩa nào đó cho họ. Wow, xin cảm ơn bạn. Thế còn bạn Duy Khoa, bạn nghĩ sao? Nếu như lựa chọn giữa một nghề và có một số tiền kết xù thì bạn nghĩ sao ạ? Em nghĩ là tại vì em là một người đàn ông cho nên là sự thành công thì nó sẽ thích hơn là giàu có. Đồng ý là giàu có và thành công thì nó là sẽ là quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên nếu như mà có một tài sản nào đó thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc. Cho nên là khi mà có một cái nghề nghiệp nào đó thì ổn định thì có cái nghề đó mình sẽ làm ra của cải nhiều hơn nữa. Wow. Và đó là ý kiến của hai bạn và các bạn đọc được suy nghĩ của nhiều người như vậy. Còn bây giờ kết quả khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé? Đây là câu hỏi cuối cùng để quyết định người nào sẽ là người chiến thắng. Bạn đang chọn là 75%, còn bạn Bảo Ngọc là 80%. Trong khi Thanh Trượt thì đang chạy dần dần đi xuống. Đang nghiêng về bạn Duy Khoa hay là bạn Bảo Ngọc đây? Bao nhiêu ạ? Xuống rồi bạn Ngọc ơi. Mấy ạ? À? Chính xác 75%, xin chúc mừng bạn. Xin chúc mừng bạn một lần nữa, bạn là người chiến thắng. Như vậy thì bạn sẽ là người tiếp tục bước vào vòng trong. Bạn Bảo Ngọc thân mến, bạn rất là nỗ lực. Chúc mừng bạn. Bởi vì bạn rất là tự tin. Bạn cũng có xác suất gần đúng chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và nhân đây xin báo cho bạn một tin vui, bạn sẽ nhận được một giải thưởng, đó là một bộ trọn gói mobile gạt trị giá 1 triệu đồng. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công hơn nhé. Còn bạn Duy Khoa, chúc mừng bạn, bạn cũng được một giải thưởng, đó là một bộ trọn gói mobile gạt trị giá 1 triệu đồng. Cùng với sự may mắn của mình, bạn đã đi đến vòng đặc biệt của Quyền Năng số 10. Gặp lại quý vị và các bạn ở vòng đặc biệt của Quyền Năng số 10. Chúng ta sẽ cùng gặp lại với người chơi đầu tiên của vòng 1. Người chơi này rất là may mắn, đó là bạn Duy Khoa. Xin chào bạn Duy Khoa. Bạn đến với vòng đặc biệt này, cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Trước tiên thì em cảm thấy rất là vui vì tiếp tục được tham dự ở vòng thi này và mong rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho em. Và người trợ giúp cho bạn Duy Khoa là ai ạ? Dạ, đến với vòng thi này thì người trợ giúp của em sẽ là người chị bạn của em, là chị Quỳnh Trang. Xin chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mình
Em là Quỳnh Trang, học chung lớp, một lớp học thêm với Khoa. Thì mới biết Khoa thôi nhưng mà cũng đồng ý đi trợ giúp cho Khoa ngày hôm nay. Và cổ vũ tinh thần của em. Xin chúc mừng bạn Khoa. Hồi nãy á, tôi thấy là chị ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ hết mình cho bạn Khoa. Và hình như là cười sung sướng hơn bạn Khoa. Nhất là những lúc mà bạn Khoa ghi được một điểm, ghi được thêm điểm, đúng không ạ? Mặc dù là bạn Khoa thì rất là bình tĩnh nhưng còn chị có vẻ như là chị sung sướng hơn bạn Khoa nữa. Và hy vọng là cái điều đó sẽ kết hợp nhiều hơn nữa để góp phần chiến thắng vào phần thi này nhé. Cảm ơn anh. Bây giờ thì tôi sẽ nói thể loại cuộc chơi ở vòng này. Bạn sẽ phải qua những nấc thang như sau. Đó là nấc thang thứ nhất, giải thưởng là 10 điểm, tương đương với 10.000 đồng. Nấc thang thứ hai, 100 điểm, tương đương với 100.000 đồng. Nấc thang thứ ba, 1.000 điểm, tương đương với phiếu mua hàng điện thoại di động tại hệ thống siêu thị Viễn thông A trị giá 1 triệu đồng. Và nấc thang kế tiếp, 10.000 điểm, cũng là một phiếu mua điện thoại di động tại hệ thống siêu thị Viễn thông A trị giá 10 triệu đồng. Và nấc thang cuối cùng, 100.000 điểm, gồm những giải thưởng như sau. Đó là một phiếu mua điện thoại di động tại hệ thống siêu thị Viễn thông A trị giá 20 triệu đồng. Và một chương trình, đó là kỳ nghỉ cho 3 ngày 2 đêm cho 6 người tại Golden Stand Resort Hội An trị giá 30 triệu đồng. Và một suất học Anh ngữ tại trung tâm Anh ngữ Cleveland 2 năm trị giá 50 triệu đồng. Tổng cộng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đó, bạn có thể dừng lại bất cứ ở bậc thang nào để bảo toàn giá trị giải thưởng cho mình. Và bạn nên nhớ, nếu như bạn tiếp tục cuộc chơi mà bạn không vượt qua câu hỏi bất kỳ nào của chúng tôi thì bạn sẽ bị chia cho 10. Bởi vì nhân 10 và chia 10 đó chính là quy luật của quyền năng số 10. Và người trợ giúp sẽ giúp đỡ cho bạn, tôi cũng sẽ giúp cho bạn, khán giả cũng sẽ giúp cho bạn. Nhưng bạn phải là người quyết định chính xác. Bởi vì ở phần thi này, bạn không cần đưa ra con số phần trăm nào chính xác, chỉ cần đưa vào khoảng dự đoán. Và nếu như kết quả khảo sát chúng tôi nằm vào khoảng dự đoán đó thì bạn sẽ là người chiến thắng. Và bạn cũng sẽ đến với những bậc thang như sau. Bậc thang thứ nhất, biên độ là 40%. Bậc thang thứ hai, 30%. Bậc thang kế tiếp, 20%. Bậc thang kế tiếp nữa, 10%. Và ở bậc thang cuối cùng, bạn phải đưa ra phần trăm chính xác thì bạn sẽ có cơ hội nhận lên đến 100 triệu đồng. Bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Dạ, hiểu rồi. Bây giờ thì mời bạn đến với vòng đặc biệt của quyền năng số 10. Câu hỏi thứ nhất như sau. Có bao nhiêu phần trăm số phụ nữ ở quận 4 cho biết chồng mình ngồi coi tivi và đọc báo khi vợ nấu bếp? Mời bạn suy nghĩ. Ở câu hỏi này thì em sẽ đưa ra là từ 30 đến 70%. Tại sao bạn chọn như vậy? Tại vì trong khi mà người vợ làm bếp thì có lẽ là người chồng là cũng là lúc rảnh rỗi, cho nên là người chồng sẽ cầm báo và xem tivi. Nhưng bạn nghĩ là cái số những người đàn ông như vậy thì có nhiều hay không? Bởi vì tôi biết là hiện nay người đàn ông luôn luôn chia sẻ những công việc của người phụ nữ để giảm bớt phần khó khăn cho người phụ nữ. Em nghĩ là không nhiều lắm, chính vì vậy cho nên là em mới đưa ra đáp án của em là 30 đến 70%. Bây giờ thì bạn hãy xem biểu đồ của khán giả ở trường quay thì suy nghĩ gì giúp bạn nhé. Khán giả ở trường quay đang suy nghĩ là 50% là cao nhất. Thấy còn người trợ giúp có giúp được cái gì không ạ? Khoa, con số 30 đến 70 là con số đầu tiên mà chị nghĩ đến trong đầu á. Em cũng có con số giống chị cho nên chị đồng ý nhất trí với em là 30 đến 70. Như vậy rõ ràng là hay tưởng lớn gặp nhau, tâm đầu ý hợp. Biết đâu sự kết hợp này sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng thì sao? Tự tin chưa? Tự tin. Tự tin chưa? Mời kéo cần. Và bây giờ là kết quả của chúng ta đây. Có nằm vào khoảng dự đoán của bạn hay không nhé. Xin mời. Từ 30 đến 70. Bao nhiêu ạ? Đang dần dần ra khỏi khoảng cách và dần dần đi vào khoảng cách đó. Lên rồi. Bao nhiêu ạ? Xuống rồi. 45 đến 65.
Nếu như bạn có một người vợ sau này mà người vợ đó sống tiết kiệm cho bạn bằng cách là mỗi lần đi chợ thì thường hay biết được những cái gì giảm giá và về nói với bạn là: anh ơi, cái này nó mới hạ xuống nè, anh ơi, cái này nó 1 tặng 1 nè, anh ơi, cái này 1 tặng 3 nè, thì mà mỗi ngày lặp đi lặp lại gì hoài thì bạn suy nghĩ như thế nào? Thì em sẽ khuyên là nếu như mà cái nào mà cần thiết dùng thì nên mua, còn cái nào mà không cần lắm thì chúng ta nên tiết kiệm bớt. Thế còn chị Trang nghĩ sao ạ? Ý kiến của em với chị lại trùng lần thứ hai là 45 với 65. Thực sự thì trong gia đình chị con gái cũng nhiều và cái vấn đó là cái đề tài rất là nóng, mỗi ngày mọi người bàn bạc, mà mình lấy con số trung lập thì 45 65 là ok. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện nay không phải chỉ có những người phụ nữ thì mới nghĩ tới chuyện giảm giá, mà ngay cả những người thanh niên chúng ta cũng nghĩ đến chuyện giảm giá, bởi vì nó là tiết kiệm mà, làm cho chúng ta sẽ bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mà nói đi nói lại hoài thì cũng nhiều khi cũng mệt mỏi, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà nhất là những cái hàng giảm giá mà không xài đến thì chúng ta nhiều khi tiết kiệm thành ra lãng phí, đúng không ạ? Bạn nghĩ sao bây giờ, chắc chắn chưa? Dạ em chắc chắn rồi. Chắc chắn, mời bạn kéo cờ. Bạn đã chọn từ 45 đến 65. Bây giờ là chỉ còn 20% thôi. Còn kết quả khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé? Giải thưởng của bạn hiện đang có là 100.000 đồng. Nếu như bạn vượt qua được nấc thang này, bạn sẽ có một phiếu mua điện thoại di động hệ thống siêu thị viễn thông A trị giá 1 triệu đồng. Và liệu bạn có 1 triệu đồng trong tay hay không? Wow! Xin chúc mừng bạn một lần nữa. Sự kết hợp rất là hài hòa. Hy vọng là bạn sẽ đến nấc thang cuối cùng. Mời bạn đến với nấc thang kế tiếp. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Tân Bình trả lời họ không thể đưa ra được lời khuyên khi con chọn trường đại học để thi? Bây giờ có lẽ là bạn hỏi người trợ giúp trước hả? Người trợ giúp nghĩ sao ạ? Chị nghĩ cái phần trăm này cũng khá nhiều tại Việt Nam mình đó. Cho nên mình giữ cái range khoảng trung lập đi em. Khoảng 40 mấy đến 50 mấy đi. Hiện giờ thì em chưa quyết định là bao nhiêu phần trăm, tại vì cái biên độ nó thấp quá. Thôi thì chắc là một lần nữa tham khảo ý kiến của khán giả đi. Xin mời bạn hãy xem biểu đồ của khán giả tại trường quay. Khán giả sẽ tâm sự với bạn 38% là lớn nhất. Thật sự khi mà con cái mà lựa chọn trường đại học, nếu như hồi xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà bây giờ nhiều khi cái nghề đó mình không thích thì mình không thể thi được, và còn vào năng lực của mình nữa, cho nên chính là cha mẹ cũng rất là khó khăn, rất là đắn đo khi con cái chọn. Ai cũng muốn con mình chọn trường giỏi cả, mà ai cũng muốn con mình chọn vào trường đại học cả, mà nhiều khi cái năng lực không có thì mình phải chịu thôi. Bạn đang là trường đại học nào ạ? Dạ em đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Nhân văn. Lúc bạn thi thì cha mẹ bạn nghĩ như thế nào? Cha mẹ của em thì tôn trọng ý kiến riêng của em, cho nên là cho em tùy quyền quyết định. Thì với cái ý kiến của khán giả như thế này thì em sẽ đưa ra cái mức là 37% đến 47%, thì không biết chị Trang nghĩ sao? Một cây, ba cây chùm lại thì nên hòn núi cao. Chị nghĩ là em nên chọn cái mức đó, kết hợp ý kiến của cả ba người luôn. Như vậy thì... Cao lên không ạ? Cao là xuống nữa ạ? Thấp thôi, khán giả nó thấp thôi. Ý kiến của chị Trang thì cũng ở khoảng đó thì thôi, thì em quyết định chọn khoảng đó luôn. Bạn Khoan quyết định nha. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ còn dao động ở 20% thôi. Và bạn đang có 1 triệu trong tay. Nếu như bạn vượt qua được cái mức bậc thang này thì bạn sẽ được nhân 10, tức là 10 triệu đồng nặng. Còn nếu như bạn không vượt qua được thì bạn phải chia xuống, thì bạn còn có 100 ngàn thôi. Bạn suy nghĩ thật chín chắn, giống như bạn đã từng thi đại học và đậu đại học thì bạn phải suy nghĩ thật chín chắn, bởi vì đây là những giờ phút rất là hồi hộp. Bạn phải cần tự tin lên. Bạn Trang có thể một cái câu gì lời khuyên vững tin? Nếu tự tin thì kéo cần, còn không thì mình có thể dừng cuộc chơi.
Cảm ơn ý kiến của khán giả và em xin quyết định là chọn cái mức mà em đã đưa ra. Là bao nhiêu ạ? 37 đến 47%. 37 đến 47%, bạn chắc chắn chưa? Dạ chắc rồi. Tự tin nha, vừa chị giúp tự tin luôn. Khán giả một lần nữa ủng hộ bạn, mời bạn kéo cần. Bạn đã chọn 37 đến 47. Và kết quả khảo sát của chúng tôi sẽ là bao nhiêu đây? Có nằm vào khoảng đó hay không ạ? Hy vọng là sẽ chúc mừng bạn một lần nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn dao động ở 10% thôi. Và có nằm vào khoảng đó hay không? Một lần nữa, có chúc mừng bạn nữa hay không? Không thể nào ngờ được là 47 với 48 nó sát nút nhau quá, đúng không bạn? Không biết nói sao bây giờ. Tức là mình phải chịu chia 10, đúng không ạ? Nhưng mà bạn không thể nào buồn được, bởi vì ở vòng 1 bạn đã có một giải thưởng rất là dễ thương, rất là giá trị chứ bộ. Đó là một bộ trò gói Monica trị giá 1 triệu đồng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đến với cuộc chơi hôm nay. Xin cảm ơn người trợ giúp rất nhiều, chị đã kết hợp rất là hài hòa. Còn một lần nữa xin cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho bạn Diệp Hoa. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào thứ hai tuần đầu tiên và tuần thứ ba hàng tháng trên HTV7 vào lúc 20 giờ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Vân Thanh Long thực hiện với sự tài trợ của Công ty Thông tin Di động VMS Mobile. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với Quyền Năng Số.